vô luôn, vô chùa luôn. Rồi hổng thầy hổng thầy chạy có lý cho chú, mới chạy được à? Mới chạy được hả? Ừ. Dạ rồi bà con mình về chuyến này thấy đông hơn một khi không chú? Vô đông mới bốn có đông vậy đó hả? Ừ. Dạ, chú này dạ, chú này chạy xe lôi phục vụ cho bà con đại lễ nha, xe đẹp. Mới vừa đi quay ở khu vực phía trước chùa thầy, một nhóm nó là mấy thằng giật giật đó, cướp giật đó, nó khoảng mười mấy thằng, nó gặp tôi quay rồi đưa tính đi vô chánh điện, nó gặp tôi quay cái nó sững lại, nó chỉ nhau, nó có người đang live stream rồi nó dòm tôi, nó quay giặt ra. Ờ nó bảo là mới vô đàn ông đàn bà đâu, mười mấy người nó vô chánh điện, nó thấy tôi đang quay phim, nó chỉ nó có người đang live stream, nó gặp gì nó giặt giặt ra. Thì đó, thì hôm nay thì cái công tác tổ chức đại lễ ở chùa thầy cũng đã cơ bản đã hoàn thành. Đây là cái cổng phía trước chùa thầy nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Lê Chính Trị xin được kính chào chư quý bà con, chư quý đồng đạo gần xa thân kính. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại ủng hộ kênh YouTube của Lê Chính Trị. Kính thưa quý bà con, kính thưa chư quý đồng đạo gần xa, thì hôm nay hiện tại bây giờ là đang là gần 12 giờ trưa nha quý vị. Hiện tại thì chúng tôi đang ở trước cổng của chùa thầy An Hòa Tự. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024, tức còn 3 ngày nữa thôi thì đại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Bảo sẽ chính thức diễn ra. Thì trong video clip ngày hôm nay thì Lê Chính Trị xin được gửi đến bà con về quan cảnh của chùa thầy hôm nay nhé. Thì theo quan sát của Lê Chính Trị thì hôm nay bà con mình đến chùa thầy để rất là đông nha quý vị. Đó, để Lê Chính Trị quay tổng thể cho bà con xem nha. Đó, thì hoạt động buôn bán ở đây là ở phía trước cổng của chùa thầy An Hòa Tự. Thì các gian hàng cũng bắt đầu mở ra để bán, để phục vụ bà con nha. Đó, phục vụ bà con nha quý vị. Đây đó, đây là quang cảnh ở phía trước chùa thầy An Hòa Tự của chúng ta. Đó, đó, bà con thấy thì xe cộ nó cũng hơi khá là nhiều, bà con tập trung về cũng khá là đông, thành ra cái tình trạng nó ủng tắc thì cũng bắt đầu nó sẽ ra nha quý vị. Thì Lê Chính Trị xin quay sơ ra qua cho quý vị xem cái quang cảnh phía ngoài đường phía trước cổng chùa thầy nha. Thì đó, thì hôm nay thì cái công tác tổ chức đại lễ ở chùa thầy cũng đã cơ bản đã hoàn thành. Đây là cái cổng phía trước chùa thầy nha quý vị. Đó, đây là cái cổng, cổng rất đẹp nha quý vị. Thì hai bên cổng này thì có hai câu giảng của Đức Thầy, đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, và cái câu giảng ở bên bạc bên đây bên phải thì là đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Thì hai câu giảng thì rất hay nhé chư quý đồng đạo. Đó, đây là cái cổng chào ở phía trước chùa thầy ông Hòa Tự nha quý vị. Đó, xin quay sơ qua một vòng để cho quý vị biết cập nhật về cái quan cảnh chùa thầy hôm nay nha. Đó, thì theo quan sát của Lê Chính Trị thì hôm nay thì hoạt động buôn bán thì cũng phía xung quanh chùa thầy cũng rất là đông như quý vị. Đó, để mình đi một vòng, đi dài dài lên để chuẩn bị xem nha. Đó nha quý vị, đây là khu vực đối diện phía trước chùa thầy nha. Đây, đây các gian hàng cũng đã bày ra tương đối nhiều nha quý vị, nhưng mà đó, sẵn sàng phục vụ bà con đến viếng lễ tại chùa thầy nha. Đây, ở
năm nay ở phía dưới chùa thầy cũng rất là vui nha quý vị. Đó. Khá là đông nha. Đây, hiện tại thì chúng tôi đang đứng trước cái cổng của trụ sở ban trị sự thị trấn Phú Mỹ nha quý vị. Đây là đối diện với chùa thầy Hòa Tự. Đây là xe qua của ban trị sự thị trấn Phú Mỹ nha quý đồng đạo. Đây để tôi quay sơ qua để cho đồng đạo nhìn. Đó, đây là xe qua của ban trị sự thị trấn Phú Mỹ. Thì xe qua này cơ bản đến thời điểm này thì cũng cơ bản hoàn thành nha bà con. Hoàn thành. Thì theo mình thấy thì đây là xe qua mô hình phụng nha. Đây, mình quay phụng cho bà con xem. Đây. Thôi, mời bà con cùng với Lê Chính Trị chúng ta đi tham quan một vòng phía trước ngoài đường nha. Cái này khu vực ở ngoài đường phía trước chùa thầy. Đây mình xem về hoạt động mua bán. Đây là cái giá đỡ điện thoại nha, rồi có khắc chữ rất là đẹp luôn nha bà con. Đó. Để mình coi hoạt động mua bán ở lễ thầy năm nay coi như thế nào nha. Thánh. Không có đấy gì đi quay YouTube. Vô chùa luôn. Vô chùa luôn rồi hổng chạy. Hổng chạy chạy có lý cho chú. Mới chạy được à. Mới chạy được hả? Ừ. Dạ rồi bà con mình về cái này thấy đông hơn mọi khi không chú? Vô đông, mới 4 có đông. Vậy đó hả? Ừ. Dạ, chú này. Dạ, chú này chạy xe lôi phục vụ cho bà con đại lễ nha. Xe điện nha. Ừ. Xe điện luôn. Xe điện luôn. Chạy này xe đạp điện luôn ha. Đó, vậy hả? Thôi. Vậy hả? Không? Ơi, rồi xe lôi này mà khỏi gành đạp chơi điện luôn. Điện luôn. Dạ. Điện rồi mình chở một cuốc từ đây tới Đỗ Đình là bao nhiêu chú? Một người hai chục ha. Chú 5.000 rồi. Dạ, một người 20.000 ha. Rồi chú đi phục vụ. Rồi. Sợ vô quay cho đã. Quay cho đã luôn. Rồi bà con đi lễ chuyến này được phục vụ chu đáo rồi ha. Rồi cảm ơn chú ha. Dạ. Đây. Thì mình quay về hoạt động bán của bà con mình hai bên lề đường nha quý vị. Đây là điểm đội từ thiện ở Phú Quốc. Đây là đội từ thiện ở Phú Quốc nha quý vị. Đây là điểm bánh canh miễn phí. Có phục vụ cà phê trà đường luôn nha quý vị. Đó, điểm phục vụ bánh canh miễn phí. Ở đây là khu vực đối diện chùa thầy nha, xéo về chỗ ngã tư nha quý vị. Ở đây cũng mình có phục vụ bánh canh miễn phí, vừa trà đường. À, thôi để mình vô mình hỏi bé này coi cái phục vụ bắt đầu từ ngày nào nha. Rồi cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Cái đội này mình ở Phú Quốc hả cô? Vậy hả? Phú Mỹ hả? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Vậy ha. Vậy ha. Dạ. Dạ, còn cái này chạy đường ở Phú Mỹ. Dạ, dạ, Phú Mỹ. Vậy đó hả? Dạ ngày mai mới đẩy ha. Dạ chị cũng đẹp của Mỹ đó, nên mình phục vụ suốt lễ luôn ha. Mấy năm trước mình có phục vụ không chị? Vậy đó hả? Dạ vậy là quá. Hết cà phê trong chuyên nghiệp thì kẹp ha. Dạ mỗi kỳ lễ vậy là mình phục vụ vậy là tốn kém khoảng bao nhiêu chị? Dạ chỉ nọ hả? Vậy hả? Dạ 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 dạ. Rồi thì đây là cái điểm đại bánh canh của bà con đồng đạo ở Phú Quốc đó. Bắt đầu ngày mai thì sẽ phục vụ
À, còn ở đây là cái điểm đại nước của mấy chị ở thị trấn Phú Mỹ nha quý vị. Thôi cũng giới thiệu quý vị. Quý vị có đi lễ thì nhớ ghé để ủng hộ nha. À, ở đây là đối diện với chùa Thầy, xe xéo về ngã tư. Thôi chào, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Thôi mình đi dài dài lên hướng về ngã tư về bến phà Thuận Giang nha. Đây, hai bên đường bày bán rất là nhiều đồ nha quý vị. Đây là đội phục vụ nước uống miễn phí, nói chung là phục vụ đi lễ này thì bà con là khỏi lo cái vấn đề ăn uống nha, ăn uống là phục vụ hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà có một điều Lê Chánh Trị cũng lưu ý với bà con, khi bà con mà đến dự lễ 18 tháng 5 tại chùa Thầy đó năm nay đó, thì và tất cả những cái kỳ lễ về sau đó, thì bà con cũng cần phải lưu ý, tức là cái tình trạng dịch dập đó, thì nó diễn ra thường xuyên, không phải là ở kỳ đại lễ của ở tại Phú Mỹ mình không đâu, nhưng mà bất kỳ nơi đâu thì bà con tới cần phải là cẩn thận giữ gìn tiền bạc và tư trang nha, tư trang của mình. Nói chung là bà con về dự lễ thì rất là đông. Bất kỳ đại lễ gì đó thì theo cái ước tính của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo đó, thì mỗi kỳ đại lễ, đặc biệt là đại lễ 18 tháng 5, thì bà con đến về dự ở tại chùa Heo Hòa Tự đó khoảng gần 1 triệu lượt người. Thành ra với số lượng mà đồng đạo về dự rất là đông, thành ra cái công tác giữ gìn an ninh trật tự mặc dù cũng là rất là nỗ lực nhưng mà không có sể nha bà con. Thì thành ra bà con mà khi về dự đại lễ năm nay đó thì bà con cần lưu ý. Thì trong những cái lần đại lễ trước đó, thì nó chính trị thấy là cái mấy cái bọn cướp giật này đó nó rất là manh động, và bà con mà đeo vàng vòng đó, đeo vàng vòng rồi đem mua bóp tiền bạc gì đó, mà nó thấy đó nha, nó đi một đoạn khoảng nó chừng từ 10 người ăn lên, nó gặp rồi nó đè nó giật luôn, nó đè nó giật tại chỗ luôn, giật tại chỗ luôn. Thành ra bà con nhớ lưu ý cẩn thận, giữ gìn tư trang của mình, mình tự bảo vệ mình trước nha quý vị. Đi lại chỗ đông người là chúng ta đặc biệt là không có đeo vàng vòng tư trang hoặc là tiền bạc thì chúng ta đem cũng vừa đủ để đi chơi thôi nha, chứ đừng có đem nhiều. Rồi thì Lê Chánh Trị cũng đi xem một vòng để cho quý vị nắm nha về cái tình hình đại lễ ngày hôm nay đó. Thì nãy giờ thì Lê Chánh Trị cũng nói với bà con đó, đi thì cũng nhớ là giữ gìn tư trang cẩn thận, đặc biệt là không có nên đeo vàng vòng vì bọn cướp giật này rất là manh động, mình tự bảo vệ mình trước nha bà con. Đây hoạt động buôn bán ở hai bên vệ đường. Thì nãy giờ thì mình đi từ chùa Thầy lên tới bến phà Thuận Giang nhé quý vị, nghe quý vị. Bây giờ thì mình bắt đầu mình đi dài về đây. Đây nói chung là hàng hóa trưng bày thì rất phong phú nha quý vị. Thì nhân đây thì cũng xin được thông tin với quý bà con về cái công tác tổ chức đại lễ ở tại các ban sự trong toàn đạo. Thì hàng năm thì Phật giáo Hòa Hảo có hai kỳ đại lễ lớn, đó là đại lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo và 18 tháng 5 và đại lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Quỳnh Thế Chủ. Thì hai cái kỳ đại lễ này
tất cả các ban trị sự trong toàn hệ thống giáo hội, thì trên 400 ban trị sự như vậy đều có làm lễ đài và tổ chức đại lễ. Thì trong những ngày diễn ra đại lễ đó thì bà con đồng đạo tới các lễ đài tham dự cũng rất là đông như quý vị. Bắt đầu ngày như đại lễ 18 tháng 5 năm nay thì ngày 17 thì bắt đầu sẽ chính thức diễn ra đại lễ nha quý vị. Tại chùa Thầy An Hòa Tự thì sẽ diễn ra cái buổi lễ gọi là tuyên bố vào lễ. Lúc đó thì ban tổ chức đại lễ ban tổ chức đại lễ, ban trị sự trung ương đó thì sẽ tổ chức trình chân dung của Đức Thầy từ chùa Thầy An Hòa Tự về nơi lễ đài, và sáng 18 tháng 5 thì sẽ chính thức diễn ra đại lễ nha quý vị. Rồi, tiếp theo thì xin mời quý vị cùng với Lê Chính Trị chúng ta đi vào khuôn viên chùa Thầy nha. Nãy giờ mình đi dạo một vòng cũng hơi mệt rồi. Đây, đây là khu vực trong khuôn viên chùa Thầy nha. Đó, đây là nhà lưu niệm và trang vàng kỷ vật của Đức Thầy. Đây, đây là nhà lưu niệm trang tàng kỷ vật của Đức Thầy nha quý vị. Thì hôm nay sao mình chưa thấy, chưa mở cửa để phục vụ bà con đồng đạo đây. Đó, bữa nay trời nắng rất là gắt, rất là tốt nha quý vị. Đó, bà con mình tới để đi hơi mệt thì ngồi nghỉ nha. Đây. Rồi, quay chào. Đây là khu vực trong khuôn viên chùa Thầy nha quý vị. Thôi, mời quý vị cùng với Lê Chính Trị đi lại khu vực chánh điện chùa Thầy đi nha. Này, bà con mình tới dự về chùa Thầy đêm nay cũng bữa nay cũng rất là đông nha quý vị. Đó. Đây, để mình quay cận cảnh cho quý vị xem nha. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nãy giờ đó thì mình cũng có thông tin tới quý vị đó, mình đang quay ở khu vực chùa thầy, thì phe cướp giật đầu nó giật giật đó, giật dây chuyền đó quý vị, nó tính xong vô chùa thầy Hòa Tự đó. Đó, nhưng mà nó gặp Lê Chính Trị quay rồi nó mới nói cẩn thận có người live stream đó. Thành ra nó giặt giặt ra đó quý vị. Đó, mình cũng có báo với mấy anh công an về cái tình trạng này đó. Nãy nó xuống xong vô chính điện đó quý vị, thì nó gặp tôi đang quay phim đó, rồi bắt đầu nó cảnh giác nhau, nó nói là có người đang livestream, rồi thành ra nó dạt ra chứ nó tính xong vô chính điện rồi đó quý vị. Mấy cái phe cướp giật này thì nó nhìn biết mình nhìn quen mặt chứ lắm, quen mặt lắm, nhìn là biết liền à. Thành ra quý vị đi tới để thầy đứng nghe cũng cẩn thận. Cũng từ bây giờ cũng cảnh báo bà con nhiều lắm rồi đó, cái tình trạng cướp giật rất là nhiều luôn, đặc biệt là ở những nơi đông người, những nơi là diễn ra các lễ và tập trung đông người đó. Nhiều khi bà con mình ăn cúng vậy đó, trong chính điện vậy đó, cái nó đè nó giật, mình cũng phải sự bức xúc cái tình trạng này sao mà để nó diễn ra hoài xúc quá. Thôi mời bà con cùng với Lê Chính Trị đi tham quan tiếp khu vực vào phía sau chùa thầy nhé quý vị. Đây là các xe quan của ban trị sự trung ương với hội Phật giáo Hòa Hảo và ban trị sự ban Hòa Tự nhé quý vị. Đây là mô hình xe quan của ban trị sự trung ương sẽ đi để cho quý vị xem nha. Đây là sơ quan của ban lịch sử. Mới vừa đi quay ở khu vực phía trước chùa thầy, một nhóm nó là mấy thằng giật giật đó, cướp giật đó nó khoảng mười mấy thằng. Nó gặp tôi quay rồi đứa tính đi vô chánh điện, nó gặp tôi quay cái nó sững lại, nó chỉ nhau, nó có người đang live stream rồi nó dòm tôi, nó quay giạt ra. Mới vô đàn ông đàn bà đâu mấy người, nó vô chánh điện nó thấy tôi đang quay phim, nó chỉ nó có người đang live stream, nó gặp gì nó giạt ra. Ở vậy rồi tôi thấy nó dòm tôi hoài, tôi thấy gì tôi bỏ đi. Chứ bên lễ ông ba bển là có người đang live stream, đang quay phim, nó gặp nó chụp cái điện thoại nó giục đó, chụp điện thoại nó giục mình luôn á, tại nó nói cái này là bằng chứng phạm tội của nó. Bởi nãy tôi vô tình tôi quay rồi nó chỉ nhau, nó có người đang live stream rồi bắt đầu đắp nó dạt ra, chứ nó tính xong vô tới chính điện rồi đó, ghê không. Đi nhóm đàn ông đàn bà mười mấy người á. Ghê quá. Đây là sơ qua của ban quản tự An Hòa Tự nha quý vị, về mô hình của chùa thầy An Hòa Tự đây. Mời quý vị cùng với Lê Chính Trị chúng ta vào khu vực phía sau khu di tích này nha. Khu vực này là khu vực đẩy nước nha quý vị. Khu vực này thì tối 16 đó thì xe qua của từ các nơi ở người Phú Tân và thị xã Tân Châu sẽ tập trung về đậu ở đây nha quý vị. Đây là khu vực phía sau chùa thầy và từ đây cũng là khu vực đẩy nước nha quý vị. Con đẩy lại đây, khu vực này rất là rộng nha. Thì theo mình nhận thấy thì các cái gian hàng để đẩy nước để bánh đó thì hôm nay thì cũng thưa thớt. Mình theo mình quan sát thì ở đây thì trong khu vực này hôm nay đó chỉ có một cái gian hàng
để cà phê ra đường đây. Cái tổ mình ở đâu mình đãi nè cưng? Dạ Tân Hòa chú. Tân Hòa hả? Dạ. Rồi cho chú ly cà phê. Dạ. Rồi cảm ơn con. Dạ. Ở Tân Hòa ha, Tân Hòa Phú Mỹ, Phú Tân mình ha. Dạ. Dạ. Rồi. Mình bắt đầu rồi cà phê. Chúc vui vẻ các em. Cho chị Thanh ly về. Dạ lấy. Này mình bắt đầu đãi bữa nào chứ? Dạ bữa nay là bữa 14 luôn á chú. 14 ha, mới bắt đầu đãi bữa nay ha. Dạ. Sớm luôn. Đây mà. Rồi chú Thỉnh ơi, chú Thỉnh khác lại. Dạ. Ờ đi chú mới vừa gặp đó chú. Này mấy em chơi trẻ không hồi giờ làm từ thiện giỏi quá nè. Sáng giờ đẩy nhiều không con? Dạ không đâu. Không hả? Dạ. Này mình nãy tới bữa nào mình mới nghỉ cơ? Dạ tới bữa 18 luôn. 18 luôn ha. Dạ. Hết ngày 18 mình nghỉ ha. Dạ không, tập bữa 12 giờ bắt đầu dọn. Vậy đó hả, 12 giờ dọn. Không mình đã kết thúc rồi, kết thúc bữa 18 rồi. Dạ. Rồi. Này chắc học sinh không quá phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mấy con học ở trường nào? Dạ con học trường Minh Trung. Minh Trung ha. À, đó mấy cháu giờ nhỏ biết làm điều thiện nè. Thôi con chúc đầy lễ vui vẻ nha. Dạ. Vui vẻ rồi cảm ơn mấy con. Dạ. Đừng coi đau. Dạ. Chúng thưa như quý tập đoàn, chúc thưa quý bà con, thì chúng ta thì lấy để ghi và nhận những cái hình ảnh về chùa thầy hôm nay thì từ đây cho đến đại lễ thì Lê Chính Trị sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên về những hoạt động những đại lễ diễn ra ở tại chùa thầy và tổ đình các chủ giám khảo nha quý vị. Thì rất mong và quý bà con ủng hộ Lê Chính Trị và nếu bà con có duyên với Lê Chính Trị thì hãy cho Chính Trị xin một like để động viên, và nếu bà con nào mà chưa đăng ký đó thì có thể đăng ký ủng hộ kênh để cho Lê Chính Trị có thêm động lực để làm những các video clip tiếp theo nha. Trước khi dứt lời thì xin kính chúc quý bà con chư quý đồng đạo một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm trường an lạc và hưởng một mùa đại lễ vui tươi, hạnh phúc và thành công. Nam mô A Di Đà Phật.